Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 9h10 của Đài Phát Thanh Truyền Hình Ca Bằng. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày hôm qua, Việt Nam đã có thêm 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh Covid-19, nâng tổng số ca điều trị thành công là 241 ca. Hiện chỉ còn 47 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, trong ngày hôm qua, cả nước đã có thêm 8 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, gồm bệnh nhân số 36, nữ, 65 tuổi quốc tịch Việt Nam, điều trị tại bệnh viện Y học cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận, 7 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là các bệnh nhân, bệnh nhân số 130, số 162, 209, 212, 216, 243 và 260. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Sau khi ra viện, các bệnh nhân sẽ được tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Trong 47 bệnh nhân còn lại, đã có 14 ca âm tính từ 1 đến 2 lần với SARS-CoV-2. Liên quan đến 3 ca bệnh nặng, hiện bệnh nhân số 19 đã cai được máy thở, đã nói và ăn uống được, đang trong giai đoạn tập phục hồi chức năng và tăng cường dinh dưỡng bệnh nhân số 161 sức khỏe đã hồi phục, xét nghiệm sát cov 2 có 3 lần âm tính liên tiếp, đã chuyển sang giai đoạn điều trị phục hồi tai biến mạch máu não tại bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân số 91 là phi công người Anh, là bệnh nhân nặng nhất, hai phổi đông đặc, hội đồng chuyên môn đang xem xét phương án ghép phổi. Đến sáng nay, số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới đã vượt qua con số 4 triệu ca. Gần 276.000 người đã tử vong vì căn bệnh này. Có hơn 1,3 triệu trường hợp được điều trị khỏi bệnh. Đại dịch COVID-19 đã lan rộng tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 1,3 triệu người nhiễm bệnh và trên 78.000 người đã tử vong. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm hơn 21.000 ca nhiễm mới và trên 1.000 người tử vong do dịch COVID-19. Đến thời điểm này, nước Nga đã trở thành vùng dịch lớn thứ năm trên thế giới sau khi ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục trong 24 giờ qua với trên 11.200 ca. Đây là ngày thứ năm liên tiếp Nga ghi nhận con số nhiễm mới trên 10.000. Hiện tổng số ca nhiễm tại Nga đã xấp xỉ 188.000 người. Ngày hôm qua, Nga đã có thêm 98 ca mới tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên trên 1.700 ca. Trong 24 giờ qua, anh đã có thêm trên 5.600 ca mới và 539 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là trên 206.700 ca và trên 30.600 ca. Số ca nhiễm mới của Tây Ban Nha trong 24 giờ qua là trên 3.200 ca, số ca tử vong là 229. Hiện số ca tử vong do Covid ở nước này là khoảng 26.300 ca, cao thứ tư thế giới. Trong khi đó, Italia xếp thứ ba toàn cầu cả về tổng số ca nhiễm lẫn tổng số ca tử vong, tương ứng là trên 217.000 ca và trên 30.000 ca. Tại Đông Nam Á, ngày hôm qua đã ghi nhận thêm 65 ca tử vong mới, nâng tổng số người thiệt mạng do COVID-19 trên toàn khu vực vượt hơn 1.800 người. Tổng số ca nhiễm hiện là hơn 54.000 ca, trong đó nhiều nhất là Singapore với trên 27.100 trường hợp nhiễm COVID-19. Cùng ngày, Indonesia thông báo có thêm 336 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người nhiễm lên trên 13.000 người. Số người chết do COVID-19 cũng tăng đến 930 người. Để kiềm chế virus lây lan, Indonesia cấm đi lại bằng tàu hỏa, hàng không và đường biển cho đến ngày 1 tháng 6. Philippines ngày hôm qua ghi nhận trên 10.400 ca nhiễm, tăng 120 ca trong 24 giờ qua. Số người đã tử vong là 696, tăng thêm 11 trường hợp. Quốc gia Malaysia có tổng số trên 6.500 ca nhiễm bệnh, số ca tử vong là 107 ca, đã có trên 4.800 người được chữa khỏi bệnh. Tiếp tục một số tin tức đáng chú ý. Ngày hôm qua, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc ban hành thông báo cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 năm 2020 và triển khai biện pháp thực thi thông báo này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế. Là quốc gia ven Biển Đông và thành viên Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán tại các vùng biển của mình được xác lập phù hợp công ước, đồng thời cũng được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác trên biển theo quy định của công ước. Việt Nam bác bỏ quyết định đơn phương này của phía Trung Quốc. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay, Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc không làm phức tạp thêm tình hình biển Đông. Thủ tướng Chính phủ vừa ký chỉ thị số 20 CTTTG về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, trong đó yêu cầu cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ. Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể xã hội thực hiện 5 giải pháp, trong đó các cơ quan công sở xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hàng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020-2025 cho các hoạt động chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời. Cùng với đó là thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện tại các hộ gia đình, tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất. Ngày hôm qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 với chủ đề đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Tháng công nhân năm 2020 với các chủ đề năng suất cao, an toàn lao động, thu nhập tốt, duy trì việc làm, an toàn lao động, thu nhập ổn định. Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động lớn đến tình hình kinh tế của đất nước và việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp công đoàn tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp vừa đảm bảo an toàn cho đoàn viên người lao động tại nơi làm việc, vừa ổn định việc làm, thu nhập, nâng cao năng suất lao động, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để nỗ lực tăng tốc khi hết dịch COVID-19. Công đoàn các cấp tập trung chăm lo, bảo vệ công nhân gặp khó khăn do mất việc, giảm việc, ngừng việc, đặc biệt là công nhân nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ, công nhân bị ốm đau bệnh tật thông qua các hoạt động Ngày 8 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố quy chế tuyển sinh đại học năm 2020. Về cơ bản, quy chế tuyển sinh vẫn giữ ổn định trong giai đoạn 2017-2020 như đã công bố. Tuy nhiên, quy chế năm nay có điều chỉnh một số điểm về kỹ thuật để khắc phục những bất cập của quy chế tuyển sinh năm 2019. Quy chế tuyển sinh năm 2020 đề cập đến một số quy định liên quan đến công tác xét tuyển, Năm 2020, các tỉnh tiếp tục hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển như năm ngoái. Từ năm sau, thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến hoặc trực tiếp theo quy định của các trường. Tất cả các trường đều phải xây dựng và công khai đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường trước 15 ngày tính đến ngày thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển và cập nhật điều chỉnh thông tin nếu có tại các thời điểm tuyển sinh. Quy chế cũng bổ sung quy định cụ thể về điều kiện cho các cơ sở đào tạo đại học muốn tổ chức thi riêng các bài thi môn thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển phải gắn với yêu cầu của ngành đào tạo, không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp bài thi trên một môn thi để xét tuyển cho một ngành, tiếp tục quy định tiêu chí xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe. Tiếp tục một số tin tức nổi bật Sáng ngày 8 tháng 5 tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương và tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Đồng chí Trần Quốc Vượng, ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đồng chủ trì hội thảo Hội thảo được tổ chức trực tuyến với 68 điểm cầu các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tại điểm cầu Cao Bằng, dự hội thảo có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, đại diện lãnh đạo các sở ngành. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Tư tưởng cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cội nguồn gắn liền với bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ ba nhóm vấn đề, trong đó làm sâu sắc hơn những công hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và của nhân loại làm rõ hơn, sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục khẳng định và làm nổi bật nhân cách cao quý, tấm gương đạo đức, phong cách của người. Qua đó khẳng định những giá trị to lớn trường tồn về di sản mà người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta, đó là thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời phân tích, làm rõ bối cảnh mới, yêu cầu mới trong phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay từ đó nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa tầm quan trọng phương hướng kế thừa phát huy di sản của chủ tịch hồ chí minh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái thù địch củng cố niềm tin trong đảng trong nhân dân về lý tưởng mục tiêu cao cả của đảng bác hồ và nhân dân ta đã lựa chọn Tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trình bày đề dẫn về quá trình đến với chủ nghĩa Mark Lenin của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, quá trình vận dụng, bổ sung, phát triển, sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của người. Từ đó, người đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng và nhân dân ta làm nên thắng lợi vẻ vang của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thay mặt Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Cao Bằng, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tham luận tại hội thảo với chủ đề Mặt trận Việt Minh và bài học về phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong tình hình hiện nay. Tham luận nêu rõ, những năm tháng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sống và hoạt động tại Cao Bằng, nơi đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng gắn liền với tên tuổi của người và lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, phong trào Việt Minh đã nhanh chóng phát triển mạnh mẽ từ vùng thấp đến vùng cao. Từ mặt trận Việt Minh và phong trào Việt Minh ở Cao Bằng trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, đến nay trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nói chung, đảng bộ tỉnh Cao Bằng nói riêng, luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, vận dụng linh hoạt sáng tạo bài học về truyền thống yêu nước, về tinh thần đoàn kết các dân tộc và việc tổ chức phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội đạt nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Hội thảo đã nhận được hơn 60 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng nhà nước, các nhà nghiên cứu chính trị, khoa học chuyên gia trên các lĩnh vực. Có 8 đại biểu tham luận trực tiếp tại hội thảo. Phát biểu kết luận, trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định ở bất cứ hoàn cảnh điều kiện nào, Đảng và nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu cao cả, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tăng cường xây dựng trình đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, kiên quyết kiên trì đấu tranh, phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Mỗi cán bộ đảng viên cần nỗ lực học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng, luôn hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, để xứng đáng là công bộc của nhân dân như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn Ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn số 1127 UBNZVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố về việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trường học và cho phép trẻ mầm non nhóm lớp nhà trẻ 3 tuổi và 4 tuổi đi học sau thời gian tạm nghỉ do dịch. Thực hiện công văn số 1583 BGZDT GZTC ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trường học. Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 56 ttr sgz DT ngày 7 tháng 5 năm 2020 về việc cho phép trẻ mầm non, nhóm lớp nhà trẻ 3 tuổi và 4 tuổi đi học sau thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. 1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo, trung tâm giáo dục thường xuyên, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không sử dụng mũ nón trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học. Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học, tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà. Không áp dụng giãn cách trong lớp học hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người, được sử dụng điều hòa trong lớp học. Cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng, tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. 2. Đồng ý phương án tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép trẻ em mầm non nhóm lớp nhà trẻ 3 tuổi và 4 tuổi đi học trở lại từ ngày 11 tháng 5 năm 2020. Hết văn bản thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại